bà bên Hoàng Mai về cái nội dung thứ nhất là ta làm sao rồi, về cái nội dung thứ hai là gia đình Hoàng Nội là xin nạp tài cho bên họ gái, trong cái nạp tài họ gái đó thì có cái gì đúng là chi phí ngày giờ thì ông đại diện cái nội dung thứ hai đó là tài cho họ gái đó, ông có cái ông thì là xin chúc mừng ông 13 tôi cùng một gia ngồi chúc giáo sinh là làm con đó nhưng mà phải đầy đủ không nhớ thế à, tôi có chơi đá đi nhá, có cái lề tấm tay à, em bắt một cái đấy cùng chụp ngay chụp ngay hôm nay được rồi. Rồi. Rất là tuyệt. Mở ra. Mấy giờ cô nhà? Mới một chứ. Báo cáo cho ông bà.